Lễ hội Thành Tuyền là một lễ hội trung thu độc đáo và riêng có của thành phố Tuyên Quang, của tỉnh Tuyên Quang, được các em thiếu nhi và người dân, đông đảo du khách gần xa mong đợi. Để chuẩn bị cho lễ hội Thành Tuyền năm nay thì các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đang cùng nhau góp công góp sức tạo ra những mô hình đèn trung thu độc đáo. Mô hình trồng giàn trải hội của tổ dân phố 5, phường An Tường đã được hoàn thiện và biểu diễn trong sự háo hức phấn khởi của nhiều trẻ em. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ được tổ dân phố đặc biệt chú trọng. Phường cũng đã tuyên truyền vận động là mỗi mô hình là có từ 2 đến 3 bình cứu hỏa để chữa cháy khi mà có sự cố xảy ra. Thì tổ dân phố cũng đã chấp hành tốt, là cũng đã mua 4 bình cứu hỏa thì để coi là cho lên xe mô hình để đi trong cái lễ dịp lễ hội Thành Tuyền cho nó đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. Lễ hội Thành Tuyên là lễ hội trung thu độc đáo lớn nhất cả nước với nhiều kỷ lục đã được sách kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận, như lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo lớn nhất Việt Nam, mâm cỗ trung thu lớn nhất Việt Nam, cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam. Dưới bàn tay tài qua và sáng tạo của người dân và nghệ nhân xứ Tuyên, các mô hình không chỉ đẹp về hình thức mà còn có ý nghĩa giáo dục. Những mô hình đèn trung thu cỡ lớn với đủ màu sắc và hình dáng đã trở thành điểm nhấn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố Tuyên Quang. Phường An Tường đã có 6 trên 19 tổ dân phố đã đăng ký tham gia làm mô hình, và đến thời điểm hiện tại thì đã có 4 trên 6 mô hình đã hoàn thiện, thì còn 2 mô hình thì đang tiếp tục hoàn thiện. Đối với các tổ dân phố mà đăng ký tham gia mô hình thì cũng rất là nhiệt tình, sôi nổi, và đặc biệt là các bác tổ trưởng tổ dân phố rồi các ban ngành đoàn thể và các bác nghệ nhân thì rất là hăng hái, say mê làm cả ngày cả đêm để làm sao đảm bảo cái tiến độ kịp với lễ hội Thành Tuyên. Triển khai đến nhân dân trên địa bàn phường về các cái nội dung của lễ hội Thành Tuyên năm 2024. Và trong đó thì tập trung vào việc thực hiện xây dựng các cái mô hình trung thu để tham gia thi cụm mô hình số 2. Bên cạnh đó là triển khai các cái nội dung về thực hiện cái bộ quy tắc ứng xử, xây dựng thành phố Tuyên Quang văn minh, thân thiện, sạch đẹp trong lễ hội Thành Tuyên. Từ những ngày đầu tháng 8 đến nay, các tuyến đường của thành phố Tuyên Quang trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn khi những chiếc đèn trung thu đầu tiên bắt đầu diễn diễu. Đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một mùa lễ hội trung thu độc đáo và lớn nhất cả nước. Tuyên Quang đang hướng đến việc xây dựng và phát triển lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia và quốc tế.